Ở đây test con 1201 gửi khách. Con này đầy cao hơn dòng 1002. Mặt trắng. Tủ Philips xó vương miện, tủ Philips đen. Mặt rất đẹp, không có một vết xước nào. Chỉ có trên cạnh thì có tí hàng về nó chồng lên nhau nó xước rồi, không vấn đề gì. Hai kênh đều như một nhé. Con này test trực tiếp từ CD xuống phía sau máy đây, vẫn còn nguyên tem, nắp lưng còn nguyên tem, số xe gì mấy. Về crown này thì bên mình có rất nhiều model: 1002, 1201, 2004, 2401, 3006, 5000, 5000, 5002. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ. Hàng giá đưa cho anh em rất tốt, yên tâm về giá, chất lượng, hàng thì riêng nguyên bản. Có nhu cầu anh em liên hệ số điện thoại 0977 917 168 nhé. Zalo cần thiết, gửi hình chi tiết, máy móc, bên trong bên ngoài. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em video sau.